Em sang sẵn sàng và chúng ta cùng nhau lên đường. Chào mừng em đang quay trở lại với Tech Room. Và mình vẫn là Sàng Thi thôi. Hôm nay thì mình sẽ mở hộp và trên tay nhanh một chiếc điện thoại có giá rất là rẻ của Samsung. Có thể là một trong những chiếc điện thoại rẻ nhất đang được bán của Samsung ở Việt Nam hiện tại, Galaxy A02, với giá bán là 2.590.000 đồng. 2.600.000 là các bạn đã có một cái điện thoại Samsung màn hình lớn và pin rất là trâu để sử dụng rồi. Đương nhiên với mức giá này thì chúng ta sẽ không thể yêu cầu những cái thông số phần cứng quá khủng khiếp, nhưng mà đánh vào hai yếu tố quan trọng của người dùng bình dân là pin trâu và màn hình lớn thì chiếc máy này đã có hai điểm cộng quan trọng rồi. Còn những yếu tố khác liên quan tới Galaxy A02 sẽ được mình phân tích và chia sẻ trong video ngày hôm nay. Bắt đầu thôi. Về hộp của máy thì mình đã lấy chiếc máy ra rồi. Cách đóng hộp thì tương đối cơ bản. Quan trọng là chiếc hộp này đóng khá là giống kiểu Samsung trong năm 2021, với hình cái máy rất là to phía trước và bên cạnh là dòng chữ Galaxy. Bên trong thì chúng ta sẽ có sạc của máy và cáp micro USB. Đây có thể là một điểm trừ khá lớn vì 2021 thì micro USB không còn là chuẩn phổ biến nữa, khi hầu hết điện thoại ra mắt trong năm nay đều là UPTC rồi. Còn củ sạc của máy thì đây là một củ sạc 7.8W, kích thước tương đối bé. Quay trở lại với chiếc A02 chúng ta đang có ở đây thì đây là một chiếc máy có trọng lượng tương đối tốt. Tức là tốt với nghĩa là chiếc máy này có viên pin 5000 mAh nhưng mà vẫn cầm nắm thoải mái. Mình nghĩ cả nam và nữ đều sử dụng chiếc máy này ok chứ không gặp vấn đề gì. Dù viên pin 5000 mAh là khá lớn, cầm máy chỉ có cảm giác đầm tay thôi chứ không quá nặng nề. Đồng thời thì mặt lưng của sản phẩm này và phần khuôn viền được làm nối tiếp với nhau và đều làm bằng nhựa, mang lại một cái trọng lượng tương đối ổn định. Kết hợp với các chi tiết bên trong khung máy, dù lớp vỏ bằng nhựa nhưng mà chiếc máy này vẫn mang lại một cảm giác khá là cứng cáp và đầm chắc chứ không hề bị ô mềm một chút nào. Và mặt lưng của sản phẩm này thì được làm dạng họa tiết sọc chéo khắp mặt lưng và làm tương đối mịn nữa, không để lại nhiều hủy vân tay và cầm cảm giác khá là bám. Riêng với A02 chắc là mình sẽ không dùng ốp đâu, vì máy đã khá lớn rồi, dùng ốp sẽ to hơn và cảm giác cầm nắm với phần mặt lưng này là khá dễ chịu. Ngoài các sọc chéo có sẵn thì trên mặt lưng của A02 không có quá nhiều chi tiết gì đặc biệt. Chúng ta sẽ có cụm camera kép ở đây cùng đèn flashless. Camera kép thì có độ phân giải là 13 chấm cho cam chính và 2 chấm dùng để đo độ sâu trường ảnh. Bên dưới là logo Samsung. Bật màn hình của máy lên thì chúng ta đang có đây là một màn hình kích thước khá lớn 6.5 inch, độ phân giải HD+. Đương nhiên là chúng ta sẽ không thể kỳ vọng một độ phân giải Full HD hay là 4K 2K gì ở phân khúc giá này. Tuy nhiên chất lượng hiển thị trên cái màn hình này mình đánh giá là mình nằm ở mức tương đối, không quá xuất sắc nhưng mà cũng không tệ. Điểm cộng ở đây là một kích thước lớn giúp chúng ta có thể thao tác và theo dõi nội dung được thoải mái hơn. Cùng với đó thì độ sáng tối đa của màn hình này theo mình là khá ổn với một chiếc máy ở phân khúc giá dưới 3 triệu đồng. Tuy nhiên điểm trừ là gì? Chúng ta sẽ không có một cái chất lượng hiển thị quá sức tốt của cái màn hình này. Đầu tiên là độ phân giải không cao nên nếu nhìn quá gần thì các bạn sẽ có thấy hết một chút rỗ. Thứ hai nữa là màu sắc trên cái màn hình này thì hơi ám xanh và không được rực rỡ như những màn hình AMOLED đến từ Samsung. Đó là về phần hiển thị. Còn ngoại quan thì đó là một cái màn hình sử dụng công nghệ màn hình giọt nước. Cũng không quá mới nhưng mà mình nghĩ đó là kiểu thiết kế phù hợp với mức giá của sản phẩm này. Trong phần giọt nước là camera selfie của máy có độ phân giải là 5 megapixel. Chuyển sang về phần cấu hình của chiếc máy này đi, chúng ta sẽ sử dụng con chip MediaTek Helio 6739 2 chữ W đằng sau. Đây là con chip khá lạ và mình không có quá nhiều thông tin. Cùng với đó là 3GB RAM. Ở mức giá này Samsung đã cố gắng trang bị được 3GB RAM trên Galaxy A02 là một điểm cộng tương đối, khi mà giúp chiếc máy này có thể sử dụng ổn định và lâu dài hơn. Mình thì hoàn toàn không kỳ vọng vào việc chiếc máy này có thể chơi tốt những tựa game hardcore 3D các thứ thế giới mở, nhưng mà nếu chơi Temple Run chém trái coi thì rõ ràng đây là con chip có thể gánh vác nổi những tựa game như vậy. Cuối cùng là về mặt phần mềm, Galaxy A02 được trang bị Android 10 cùng giao diện One UI độc quyền đến từ Samsung. Chiếc máy này cũng có đầy đủ những tính năng mà những chiếc điện thoại cao cấp hơn chạy One UI có. Một điểm khá hay về phần mềm của Galaxy A02 đó là mình tìm thấy một ứng dụng lần đầu tiên tìm thấy trên hệ điều hành của Samsung, là ứng dụng trình duyệt mặc định của máy nhưng mà thêm chữ Like. Bởi vì đó chiếc máy cái cấu hình quá không quá cao mà việc duyệt web là một trong những cái tính năng mà người dùng thường xuyên sử dụng đến, nhưng Samsung đã trang bị theo quá trình duyệt web của hãng mà rút gọn như thế này để người dùng ít tốn RAM và sử dụng được mượt mà hơn. Tính năng thì có cắt giảm một chút so với trình duyệt mặc định được trang bị những chiếc máy cao cấp hơn, nhưng mà với trình duyệt này thì mình có thể lướt web một cách nhẹ nhàng và thoải mái, không tốn nhiều dung lượng hay là phần cứng của máy. Đó là tất cả những gì về Galaxy A02, một chiếc máy rất là rẻ của Samsung. Ở phân khúc chính hãng thì bán ở thị trường Việt Nam 2,6 triệu đồng, chúng ta đã có một chiếc máy màn hình lớn 6.5 inch, cùng với đó là một viên pin khủng 5000 mAh. Với màn hình hay là cấu hình của máy này thì viên pin này mình nghĩ có thể phục vụ được tới 2-3 ngày sử dụng, một con số rất là trâu bò. Còn các bạn nghĩ sao về Galaxy A02 thì để lại ý kiến bên dưới phần bình luận của video này nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video lần này của Tech Room. Muốn thực hiện video thêm gì đó, test game, speed test, test pin hay so sánh chiếc máy này với những sản phẩm nào khác thì để lại ý kiến bên dưới phần bình luận của video này. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.